chào anh em. Chắc rất nhiều anh em sẽ thắc mắc là không thấy Sơn Dâu đâu đúng không? Mình xin chia sẻ một chút, đó là nhà Sơn Dâu đang có tin vui. Anh em hãy cố gắng chờ đợi, sang tuần sau Sơn Dâu sẽ lại góp mặt lên sóng với Gặp Lại Anh Em. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái chuyên mục mới tại TNC Store, đó là chuyên mục Audio Master. Audio Master thì sẽ chuyên nói về những cái thứ về âm thanh như là loa, tai nghe, micro hay là vân vân, sẽ là những cái thứ mà nó sẽ liên quan đến âm thanh. Anh em nào mà muốn quan tâm đến mẫu loa nào hay là mẫu tai nghe nào thì có thể comment hết ở phía dưới, thì mình sẽ cố gắng đánh giá thật chi tiết những cái mẫu loa đó để cho anh em. Và hôm nay trên bàn của mình đang là mẫu loa Edifier R1280DB. Đây là một mẫu loa cũng thực ra thì cũng không phải là mới nhất của Edifier, nhưng mà đây là cũng là một mẫu loa bán rất là chạy của Edifier. Điểm qua một chút về cái thương hiệu Edifier này để cho anh em có thể tự tin hơn để mua thương hiệu loa này. Edifier là thương hiệu loa rất lớn đến từ Trung Quốc, thành lập từ năm 1996. Đến bây giờ là thương hiệu loa đã được 25 năm rồi. Và có một cái điểm nhấn rất là nổi bật của Edifier, đó là năm 2011 Edifier đã mua lại hãng âm thanh Stax, là một hãng âm thanh chuyên sản xuất loa và tai nghe tĩnh điện của Nhật. Nên là Edifier đã có những cái công nghệ làm loa và tai nghe rất là tiên tiến từ năm 2011 trở đi, thì cái chất lượng âm thanh của Edifier cực kỳ ấn tượng. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn mẫu loa 2.0 R1280DB. Trước khi vào cái phần mở hộp thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái ngoài vỏ hộp cho anh em. Thì sẽ có một số cái thông số ghi ở bên ngoài cùng hình của cái loa. Thì thông số sẽ bao gồm những cái gì? Loa này sẽ có công suất là 42W này, có Bluetooth 4.0 này, có đầu vào quang học này là cổng optical ấy, cổng đầu vào và cáp đồng trục coaxia này, và có hai đầu vào analog. Và cái điện, nguồn điện nó rất là hay, đó là mẫu loa này có thể chạy được điện 100V cho đến 240V, nên là anh em hoàn toàn có thể sử dụng tại thị trường Nhật, hoàn toàn yên tâm, không sợ chập cháy hay là gì cả, điện nào cũng chơi luôn. Và bây giờ mình sẽ mở hộp mẫu loa này cho anh em xem coi. Và đây, mình đã mở hộp xong và trên bàn của mình đang là bộ loa và những cái phụ kiện đi kèm loa. Vậy thì phụ kiện đi kèm loa có những cái gì thì mình sẽ nói qua cho anh em. Đầu tiên sẽ là một cái dây quang học, dây optical. Cái dây này rất là hay nhá, dùng để anh em mà cắm thẳng âm thanh từ cổng quang của loa vào cái cổng quang của main. Những cái main cao cấp mà anh em hay dùng thì nó sẽ có cổng optical, cổng quang ấy. Thì cái này nó sẽ mang lại cái tín hiệu âm thanh rất là có băng thông rất là cao và sạch. Tiếp theo đó là rất nhiều phụ kiện dây đi kèm, bao gồm là một cái dây nối giữa hai loa này, một dây một đầu 3.5 và một đầu có cổng hoa sen analog thông thường, một dây có hai đầu hoa sen. Cái đầu này thì chúng ta thường thấy ở những cái đầu đĩa CD hồi xưa mình hay dùng ấy, mình cắm vào đầu từ đầu CD ra vào TV hoặc là cắm vào loa ấy, thì mình sẽ hay thấy cái đầu này. Nhưng bây giờ thì ít khi ai dùng cái đầu này lắm, vì là con loa này nó có sẵn công nghệ Bluetooth và những cái cổng 3.5 và cổng quang rồi, thì chúng ta có thể dùng luôn cái đầu này. Ít ai dùng cái đầu hoa sen này lắm. Cái cuối cùng nó là một cái điều khiển từ xa. Cái điều khiển từ xa này rất là hay, nó có khá nhiều tính năng như là tăng giảm âm lượng này, tắt tiếng này, lựa chọn các đầu vào, có cả các line in vào này, có cả lựa chọn Bluetooth này, có tạm dừng bài hát, chuyển bài. Thì cái tính năng tạm dừng bài hát và chuyển bài này nó chỉ áp dụng khi mà anh em đang kết nối Bluetooth thôi. Còn nếu mà đã cắm cổng analog thì nó sẽ không có tác dụng với những cái nút chuyển bài hoặc là dừng bài. Thì đấy, sơ qua về cái phụ kiện của mẫu loa này. Còn bây giờ mình sẽ đánh giá qua một chút về cái ngoại hình của Edifier R1280DB. Tại sao gọi nó là DB, đuôi DB? Vì là D là Digital, còn B là Bluetooth. Có nghĩa là mẫu loa này vừa có cổng quang mà vừa có Bluetooth, nên là sẽ có đuôi là DB. Đây là cái cách đặt tên đặc trưng của tất cả các dòng loa Edifier. Mẫu loa này là mẫu loa gần như là gần thấp nhất của Edifier, 1280 này, sau đó các bạn sẽ đến là 1006 này, 1007 này, 1008 này, 2000 này. 2000 thì như là đã hết dòng R rồi. Có thể cao hơn nữa nhưng mình không nhớ. Và sau đó nó sẽ cao hơn nữa, nó sẽ là phân khúc cao hơn là dòng S. Dòng S thì nó sẽ có S1000, S2000. Thì những cái mẫu loa cao cấp đấy có thể là mình sẽ kiếm và sẽ review cho anh em trong cái đợt tiếp theo, mẫu loa mà có chất lượng âm thanh cao hơn. Còn hôm nay thì sẽ là mẫu loa 1280DB với mức giá chỉ 2 triệu đồng. Chính xác là bán tại TNC Store là 2 triệu 090 nghìn.
Và nhìn bên ngoài thì chúng ta có thể thấy là khi mà có cái mặt tre ở bên ngoài này, trông cái loa nó sẽ khá là hiện đại. Khi mà anh em bày vào cái góc mà trông nó hơi có hơi hướng hiện đại một chút thì nhìn nó rất là ok. Có một cái đường kẻ ngang này và có logo Edifier ở đây. Và khi mà chúng ta bỏ cái mặt này ra thì chúng ta sẽ thấy kế nó lại khá cổ điển, giống như là các mẫu loa mà cổ hồi xưa ấy. Chúng ta hay nhìn những cái mẫu loa cổ hồi xưa thì nó sẽ bao gồm là một loa mid bass đường kính là 4 inch và một loa chép. Loa chép này thì sẽ có đường kính là 13mm, tương đương với 1,3cm. Cái chấm tròn tròn đen đen này là nó chính là cái đầu cổng hồng ngoại để tiếp nhận cái thông tin từ điều khiển từ xa. Và cái lỗ thông hơi này, chúng ta nhìn cái lỗ thông hơi này thì không hiểu nó là cái gì. Thì mình sẽ giải thích qua là cái lỗ thông hơi này là một cái lỗ có tác dụng rất là lớn trong việc sản xuất loa. Hầu như là tất cả những mẫu loa từ rẻ tiền đến đắt tiền đều sử dụng cái lỗ thông hơi này. Cái lỗ thông hơi này nó sẽ giúp, thứ nhất đó là nó sẽ giảm cái hiện tượng cộng hưởng ở trong cái hộp loa này. Các bạn thử tưởng tượng nhé, khi mà cái loa nó chạy, các bạn bịt kín cái đầu này vào thì cái hiện tượng sẽ âm thanh trong cái hộp loa này sẽ rất là hỗn loạn. Nên là nó sẽ có phải có một cái lỗ thông hơi như thế này thì âm thanh nó mới thoát ra được thì nó sẽ đỡ bị hỗn loạn hơn, nên âm thanh nó sẽ tránh trường hợp mà bị méo tiếng. Thì cái lỗ thông hơi này sẽ giúp âm thanh là chuẩn xác hơn. Và ngoài ra nó sẽ có một tác dụng nữa, đó là nó sẽ bổ sung thêm một chút cái âm bass, là âm bass ấy, chúng ta gọi là âm bass, âm trầm. Nó sẽ bổ sung một chút âm trầm, gọi là sắp hơi. Nó sẽ bổ sung một chút, nghe âm trầm nó sẽ có lực hơn và mạnh mẽ hơn. Đối với những cái kiểu loa mà thiết kế 2.0 như thế này, nó không có cục sắp rời ấy, thì cái lỗ thông hơi này nó sẽ cung cấp khá là tốt cái âm trầm cho anh em. Đấy là một số sơ qua về cái mặt trước của 1280. Tiếp đến là mặt hông thì chúng ta có thể thấy là có 3 cái núm điều khiển. Đầu tiên sẽ là nút chỉnh chép này, hai là bass này, âm trầm này, và dưới cùng là âm lượng. Và cái nút chỉnh âm lượng này cũng chính là cái nút mà chọn đầu vào cho anh em. Khi mà chọn đầu vào chúng ta sẽ ấn thẳng xuống, ấn thẳng vào đây thì nó sẽ là chọn đầu vào. Còn xoay xoay thì nó sẽ là chỉnh âm lượng. Có các cái đèn ở đây, màu đỏ sẽ là cổng optical và coaxial. Màu xanh blue sẽ là bluetooth. Và màu green là màu xanh lá cây thì sẽ là hai cổng line in analog. Tiếp đến là mặt sau của loa. Thì thông thường thì loa phải bao giờ cũng là cái loa chủ có sẵn cái mạch xử lý âm thanh và mạch khuếch đại âm thanh ở bên trong. Còn cái loa phụ này thì sẽ là cái loa mà mình sẽ nối dây từ loa bên phải sang loa bên trái. Thì loa phụ sẽ thường là loa trái, còn loa chính sẽ là loa phải. Thì loa chính nó sẽ có cái gì? Thứ nhất là cái đầu xuất tín hiệu ra loa trái, hai đầu vào analog, một cổng quang và một cổng cáp đồng trục, nút bật tắt nguồn này và một cái dây loa. Sơ sơ là như thế. Còn mặt hông thì nó là mặt giả vân gỗ. Cái giả vân gỗ này sẽ rất là hay, nó sẽ giúp chúng ta là tránh bị xước. Cái mặt này thì rất là hay, nó không giống như cái mặt nhựa thông thường thì dùng sẽ rất hay bị xước. Còn mặt này thì anh em dùng thoải mái đi, không bao giờ sợ bị xước. Phần quan trọng nhất đó là phần âm thanh. Thì bây giờ mình sẽ dùng một con mic khá là tốt để test cái âm thanh cho anh em coi xem là cái âm thanh của nó ổn như thế nào. Còn mình vẫn khuyến khích anh em là đến TNC để trải nghiệm thực tế thì nó sẽ chuẩn xác hơn. Còn khi mà mình đã thu qua mic rồi thì âm thanh nó sẽ không còn được chính xác nữa. Cái màn test loa này thì anh em vui lòng là đeo tai nghe giúp mình nhá, thì để cảm nhận được cái âm thanh nó chuẩn xác hơn. Ok, bây giờ mình sẽ setup và sẽ bật loa cho anh em coi. Taste some bitterness that I regret.
How can I need someone for the rest when I know facing the best until they taste and try to erase and I regret, but still I want to test who I can never forget, like someone who once met. Qua cái đoạn nhạc mà mình vừa bật cho các bạn nghe thì các bạn thấy là cái chất lượng âm thanh sau khi thu lại của cái mẫu loa Edifier 1280db này nó rất là ổn. Đầu tiên mình sẽ nói đến là cái đoạn mà đầu vào bài nhạc, cái tiếng guitar các bạn có thấy là nó cực kỳ nảy, tách bạch. Chúng ta có thấy là rõ được cái tiếng chi tiết và tiếng gẩy trong guitar rất là rõ. Các bạn nghe lại trong cái bản thu âm thì các bạn có thấy chưa thấy nhiều được cái chi tiết. Nhờ mình đứng ở ngoài mình nghe thì mình có thấy được là cái tiếng guitar là một cái thứ âm thanh rất là cho mình rất là ấn tượng đối với mẫu loa này, thể hiện được là cái âm chép của R1280db là rất là ổn. Khi mà giao setting cất giọng lên thì chúng ta thấy là giọng mid khá là mượt, tuy nhiên thì nó vẫn còn một số cái điểm yếu chưa thể bằng được những cái mẫu loa cao cấp hơn mà mình đã từng nghe. Nhưng với cái nhu cầu mà nghe nhạc và giải trí cơ bản thông thường thì đây là một cái trung âm cũng rất là ổn và có thể chấp nhận được ở trong cái mức giá 2 triệu đồng. Còn âm bass, âm bát ấy thì đến cái đoạn sau, các bạn nghe đến cái đoạn sau nữa thì có một cái đoạn mà nó thể hiện âm trầm rất có cái nền bát rất là dày. Mặc dù đây là mẫu loa 2.0 không có một cái cục sắp rời nào cả. Tuy nhiên nếu mà các bạn nghe ở trong phòng nhỏ tầm 10 đến 15 mét vuông thì cái mẫu này sẽ cho một cái âm trầm rất là ấn tượng và dày dặn, cung cấp đầy đủ âm bass cho các bạn có thể nghe thoải mái, đa dạng các thể loại nhạc. Và đặc biệt là với cái nút chỉnh bass này, các bạn có thể chỉnh là tăng giảm âm bass rất là dễ dàng, thì các bạn hoàn toàn có thể tự điều chỉnh theo cái ý thích nghe nhạc của mình. Nhìn tổng thể thì đây là một mẫu loa mà mình đánh giá ở trong phân khúc 2 triệu nó có một âm thanh rất là cân bằng giữa có cả bass, nền bass rất là tốt này, dày dặn này, âm chép nảy căng cao. Trung âm thì chưa phải là điểm mạnh của 1280db. Đương nhiên rồi, vì là trong cái tầm giá này thì có điểm mạnh thì vẫn phải có điểm yếu, nhưng mà điểm yếu này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thì đây sẽ là một cái mẫu loa mà rất là đáng mua trong phân khúc 2 triệu, vừa có bluetooth này, vừa có cổng quang này, rất là đa dạng về kết nối. Chúng ta có thể nghe với cả tivi này, tivi các bạn hay dùng thì nó sẽ có cổng quang đấy, dùng với tivi này, dùng với máy tính này, thậm chí là các bạn có thể dùng với điện thoại. Nếu mà về nhà các bạn muốn dùng với điện thoại thì các bạn chỉ cần connect cái bluetooth vào là xong. Đây cũng là một mẫu loa rất là đẹp để các bạn có thể bày biện và trang trí tại góc làm việc của mình, hoặc là bày ở phòng khách để dưới kệ tivi cũng rất là ok. Đấy thì hôm nay mình sẽ đã giới thiệu qua cho các bạn về mẫu loa R1280db rồi, và hy vọng đây là sẽ là một cái gợi ý loa sắp tới cho các bạn trong cái list mua hàng của mình. Thực ra thì trong phân khúc mà loa mà tầm 1 triệu đến 2 triệu mà loa 2.1 thì chắc chắn là sẽ không có mẫu nào có tiếng âm thanh mà chi tiết bằng mẫu 1280db này cả. Thì nếu mà anh em có muốn nghe thử và trải nghiệm thì có thể qua TNC Store ở 172 Lê Thanh Nghị, thì bên mình có sẵn loa để cho các bạn test. Còn anh em nào mà muốn làm thêm về những mẫu loa nào khác thì có thể comment ở bên dưới, thì mình sẽ làm thêm về những mẫu loa khác và những mẫu tai nghe khác để cho anh em coi. Hôm nay thì chắc là đến đây là hết rồi. Và mình sẽ chào tạm biệt anh em và hẹn anh em trong những cái video review loa và tai nghe tiếp theo. Và anh em nhớ sang tuần Sơn Dâu sẽ trở lại nữa nha.